Sau đây mình cho nên các cái phần mềm quan trọng trong công việc, mà những cái này là những cái mà thiết yếu bắt buộc phải biết, thì mình mới làm nó mới thống nhất với nhau được. Thì thứ nhất là các sản phẩm của Google thì chúng ta cứ tận dụng hết khả năng của cái này, tận dụng triệt để nhé. Thứ nhất là trong email thì email của Google thì chắc là tất cả mọi người cũng biết rồi. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là làm thế nào để tạo được cái footer cho email á, để nó chung theo chuẩn. Và cái footer này mình đã đưa cho tất cả mọi người rồi, cái chân của email á. Đấy thì là mình đã đưa cho mọi người rồi. Thế nhưng mà mình qua quá trình trao đổi thư từ thì mình thấy mọi người chưa làm. Và cách làm như sau. Vào cái phần cái bánh răng đây này, vào phần setting. Thế nhưng nó có một điều là để tạo ra hình giống như của mình ấy, không phải ai cũng làm được. Tức là bên trái là một cái ảnh logo và ngay bên phải nó là text, thì không phải ai cũng làm được. Thì ở dưới đây là cái mình kéo xuống đây này. Mọi người nhìn thấy không? Bên trái là logo Tâm Thái, bên phải là chữ. Thì cái này là mình đã đưa ra rồi và thống nhất đây là chuẩn rồi. Thì tất cả mọi người cùng phải theo. Phía dưới đây là có một cái dòng chữ là Thank you for using products ở Việt Nam. Đưa chữ vào đây thì dễ, nhưng bây giờ làm nào để mọi người có được cái này? Thì chúng ta có thể vào cái phần inbox đây. Xong rồi đây, vào cái phần nguyên của chỗ của Tuấn Anh nhé. Bôi đen cái này làm sao cho nó hiện lên được cái khung này. Thực ra đây là một cái bảng, một cái table, hiện lên một cái khung này. Chuột phải thôi, can copy thôi, hoặc là can chôn C chọn copy nhé. Chọn copy, nhưng phải copy PME đâu. Thế chưa chọn copy thì xong, sau đó thì chúng ta mới vào cái phần setting này. Mạng chậm quá. Xong rồi vào đấy chỉ đơn giản là dán vào thôi. Thì cái này mình đã tìm hiểu mất rất nhiều thời gian. Trên mạng người ta cũng hướng dẫn, nhưng trên mạng người ta hướng dẫn thì mình làm theo là không làm được. Người ta hướng dẫn dùng bằng Word thì làm theo không làm được. Thì ở đây có thank you for using như thế này rồi, thì mình chỉ việc là đơn giản là nhập text bên này thôi. Mọi khi mọi người tùy vào cái chỗ mà mình copy, vị trí mình đặt con chuột mình copy như thế nào thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là đây này. Đấy, nó có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Khi mình bôi, mình cầm con chuột nhé, cầm con chuột giữ ở đây xong mình bôi lên đây, mình sẽ nhìn thấy là thực ra cái table của mình nó đang là gì. Thì ví dụ đang ở đây, đặt ở đây thì xuống dòng để gõ cho để tạo ra chữ mà. Đấy, ví dụ copy lại nhé, copy này là không đủ. Bôi phía dưới đâu. Làm vèo không đây, nó lấy là mình đặt chuột mình cóp nhầm. Tức là gì, là phải copy đúng cái copy bôi phải đủ. Tức là trong quá trình bôi đen ấy là phải bôi đủ. Ví dụ như này, bôi một phát mà đủ được cả cái hình như này thì mình copy phát được luôn.
Đấy, còn nếu mà mình lúc đấy là mình chỉ bôi cái phần con này thôi thì nó không đủ, thì vào trong đấy nó hiện nó không ra, Thì khi mà mình làm như này thì mình chỉ có vào thôi là mình dán phát được ngay. Thì đấy là cái thứ nhất nhá. Không to đùng cái ảnh, to đùng gì, bấm vào cái ảnh xong chọn small hoặc chọn medium hoặc chọn gì đấy, bấm ngay tại cái ảnh ấy, bấm vào cái ảnh mới thấy nó mới hiện lên cái đấy. Thôi, đấy nhá, đấy mình khi mà mình copy đây này, bôi đen đúng đủ ba cái ô này nhá, thì mình khi mình copy dán một phát được ngay, rất là nhanh. Thế khi mà làm xong rồi thì bấm được nút C và trên ở dưới này này. À, chỗ Thủy làm được chưa đấy? Tập trung đi, bởi vì đây thầy Việt Anh đang chờ đấy. Thống nhất là mình phải làm giống như này nhá. Cái footer ấy, mình làm giống như này, tới bên trái là có ảnh này, logo này, bên phải là có chữ này. Được chưa? Thì bây giờ ai muốn gửi cái này là bây giờ chỉ cái việc là bấm gửi phát là được này. Thủy gì? Tâm Thái chấm Nguyễn Thủy đây gì? Thủy Nguyễn, được rồi, xem sang xong rồi sửa cái phần họ tên đi là xong nhá. Được chưa? Được rồi, cái đấy làm sau nhá. Được rồi, cái đấy sửa sau nhá, sửa sau chỉ cần biết cách làm thôi, còn làm chi tiết thì tính sau nhá. Cái thứ hai là ở cái khu này này, là mình vào cái driver nhá. Được chưa? Vào driver thì tập trung đi cho nó nhanh nào. Vào tập trung đi nhá. Driver thì ở trong này nó có mấy cái như sau này. Hôm trước là mình với Ngọc với Nam đã thống nhất rồi là cái giao việc ấy, là mình chỉ giao trong này thôi. Mọi người phải có trách nhiệm vào nhận việc trước thứ hai hàng tuần, trước thứ hai là phải xong hết rồi. Và cái việc đấy đã bàn rồi. Thì ở trong của mình nó có một cái là công việc chung ở đây này. Thì khi mà mình đã share cho tất cả mọi người ở công việc chung đây, có nghĩa là mọi người đã nhìn thấy rồi. Nhưng vấn đề mọi người nhìn thấy ở đâu? Thì nó của mọi người nó sẽ không hiện ra đây đâu. Thì mọi người sẽ vào trong cái phần là share with me. Đây. Vào trong phần share with me thì những cái nào mà ai share cho mình thì nó hiện ở đây. Thế nhưng mà hiện ở đây thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là nhiều ngày xe quá thì nhiều người xe, nhiều ngày xe nó sẽ đẩy dần xuống dưới. Nhưng cái này của mình vẫn là cái quan trọng. Ví dụ cái giao việc chẳng hạn, đây là Ngọc xe nhá, Ngọc xe cho mình. Thì mình vào cái giao việc đấy rồi nhá. Thế xong ở đây trên này này, phải tạo ra một lưu các cái shortcut ở đây này. Thì mình chỉ có đơn giản là hoặc là Ctrl D hoặc là cầm cái này kéo vào chỗ Tâm Thái này này, thả vào đây một cái thì là cái giao việc nó ở đây. Thì lần sau ví dụ như mình vào một cái mới ở đây, mình muốn xem việc như nào của mình bấm vào giao việc một cái thì cái thư mục này chính là cái thư mục mà Ngọc đã giao việc cho mình hoặc là mình giao việc cho các bạn. Thì chỉ việc là hàng tuần vào đây mà xem thôi, ở trong này nó có cái gì, hiểu ý không nhỉ? Đấy, thì mình tức là thống nhất cái việc đấy rồi thì chỉ cần vào cái trên cái tab ở trên này này,
xem là tâm thái đây, những cái gì quan trọng thì cho hết lên lên trên tâm thái này này. Đấy thì là mình truy cập một phát là vào trực tiếp đây luôn, không cần phải lòng vòng đi đâu nữa. Trong quá trình mà tạo ở trong cái thư mục của các bạn ấy, thì các bạn đặt tên như thế nào thì tùy ý, nhưng nó phải mang tính chất gợi nhớ và phải có một thư mục riêng và thư mục chung. Thư mục riêng là gì? Là những cái mà các bạn đang làm nhưng chưa muốn báo cáo hoặc chưa muốn người khác biết thì các bạn làm ở đây, nhưng mà thực ra nó vẫn liên quan đến công ty. Thì ví dụ như là các bạn đi đi làm, trong quá trình làm đi chợ đi búa mua sắm cái gì liên quan công ty hết bao tiền ghi vào đấy, xong rồi đến lúc khi mà thống nhất họp hành mình sẽ báo cáo là mình sẽ mua cái này hết bao nhiêu, thì cái đấy các bạn phải ghi vào. Thì khi mà chúng ta làm driver ở đây rồi thì cài luôn cái driver trên cái điện thoại này này, cài mấy cái như sau: cái driver này là 1, cái dock là 2, đây là cái dock này là 2, và cái sheet là 3, cái Google Excel ấy là 3. Thì cài nó ra ở trên điện thoại thì nó, khi mà mình truy cập ở đây thì nó cũng là ở trên máy tính, mà khi truy cập trên máy tính thì nó cũng vào điện thoại. Và cái nào mà mình làm ở đây offline thì về sau nó trên offline mình có, không có mạng mình cũng dùng được. Thế khi nào có mạng phát nó tự động là xin với đồng bộ với cả cái driver online này này. Cho nên là dữ liệu của mình không bao giờ bị mất. Đang đánh dở, đang gõ dở xong nó tắt mất đi thì cũng không bao giờ bị mất. Cái này nó cứ thay đổi là nó ghi. Đấy là cái phần nguyên về phần driver. Cái phần thứ ba mình muốn nói đó là sang cái phần dock. Cái phần dock ở đây thì ở đây mình hiện nay mình đang dùng là Firefox. Thì như hôm trước mình hướng dẫn ấy, thì cái Firefox ấy là không làm được cái việc là typing bằng giọng nói. Cái việc bằng giọng nói rất quan trọng. Tôi nhiều lúc mình cần nhanh, tôi có mạng mà, nhưng mà cần gõ nhanh ra, gõ bằng máy lâu, đặc biệt ví dụ như Linh chẳng hạn, hoặc là Ngọc chẳng hạn, viết bài chẳng hạn, thì nó sẽ rất là lâu. Thì bây giờ mình cần ngay là mình chỉ cần, nó trong đầu hết rồi, bây giờ là mình cần là nó từ trong đầu mình chuyển thành chữ thôi, thì phải nhanh nhất có thể. Thì lúc đấy mình sẽ dùng cái bộ phận là nhận dạng giọng nói của Google, thì chuyển sang là dùng cái Chrome này này. Thế ví dụ như là tạo new một cái thì Google Docs ở đây một cái. Thì khi mà làm như này ấy, thì tùy thuộc vào cái document này của các bạn là để chế độ tiếng Việt hay tiếng Anh. Nếu như thấy ở trên này là tiếng Anh thì mặc định nó sẽ nhận là tiếng Anh. Nhưng nếu như mình muốn đây là chuyển sang tiếng Việt thì mình vào phần language, mình tìm ở đây là tiếng Việt phần vần T. Đây, tiếng Việt. Thì khi mà gõ chủ động gõ tiếng Việt rồi vào tool và voice typing thì lúc này kích có thể nói được. Alo 123456. Đây là công ty Tâm Thái. Cuộc họp này là training phần mềm. Tức là training là tiếng Anh ấy, thì nó không nói được, ở đây chỉ là tiếng Việt thôi. Tâm Thái là một sản phẩm trà cao cấp. Trà cao cấp. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, mẫu mã, tính năng, sức khỏe và tất cả những cái gì các bạn quan tâm. Đấy, thì khi chúng ta nhập như thế này thì nó sẽ rất là nhanh, mà mình không cần phải đánh máy nữa, mà mình chỉ cần tư duy thôi và nói. Đấy là một. Thứ hai là bản thân trên điện thoại của các bạn cài cái bàn phím la bàn key ra ấy, thì nó có một cái mục là voice typing. Thì lúc đấy các bạn chat Facebook hay là đánh văn bản hay làm bất kỳ việc gì cũng có thể dùng cái đấy để nói được trong điều kiện có mạng. 3G cũng được vì nó tiêu tốn mạng rất là ít. Thì cái này đang làm như này các bạn hoàn toàn tắt đi được và nó cũng không mất dữ liệu. Thì đấy là cái thứ hai mình muốn nói ở trong cái Google Docs. Và cái thứ ba mình muốn nói đó là làm trong cái Google Excel, Google Sheet.
Cái Google Excel này thì nó sẽ có rất nhiều cái mà các bạn có thể làm được, vô cùng nhiều ở trong này, cực kỳ hay luôn. Nhưng vấn đề là mình khai thác nó đến đâu. Thì ví dụ như này, trong danh sách phân công công việc nhá, list công việc có Tuấn Anh này, Việt Anh này, Ngọc này, Hưng này, Thủy này, Linh này, Trung này, vân vân, và cái tên này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, ví dụ thế. Thế bây giờ mình làm sao để mình biết được là mình được giao việc, tức là giả sử đây là cột giao việc nhé, thì làm sao mình biết được đây là giao việc cho mình một cách nhanh nhất? Thì cách làm như sau, rất đơn giản, các bạn chỉ việc bôi đen cái vùng mà mình muốn xem, sau đó mình sẽ vào trong cái phần là không filter, ở đây nó là trên Google không đây, vào format nhé, xong condition format, và format condition format ở đây các bạn chỉ đơn giản các bạn gõ một cái là ví dụ như đây text content, tức là chứa cái gì, ví dụ như muốn tìm Thủy ạ, gõ chữ Thủy ở đây enter, như vậy ra ngoài đây thì tất cả những cái ô mà có chữ Thủy trong cái ô text đấy nó sẽ hiện lên. Như vậy mình chỉ cần làm một phát thôi, trong cả một cái bảng này luôn, bao nhiêu ô không cần biết. Thế sau khi đấy mà mình làm như này xong rồi thì mình close nó đi, thì cứ chỗ nào mà có chữ Thủy ở đây thì nó lại hiện lên. Đấy, cứ gõ chữ Thủy nó hiện lên, mà mình muốn thêm cũng được, vẫn một lần nữa xong vào format, xong condition format cũng được. Ví dụ như là add new rules, đợt này mình thêm là ví dụ như là ở đây các bạn tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà cái text content này nó có rất nhiều cái hay, ví dụ như là Ngọc chẳng hạn. Thì và Ngọc của mình muốn tô màu khác đi, ví dụ muốn tô màu vàng chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thì nó sẽ hiện lên một cách rất là nhanh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà ở trong cái PDCA ấy, mình có một cái Dropbox nó thả xuống ấy, thì người ta làm thế nào? Thì ví dụ như trong danh sách phân công công việc có đây từ Hưng Ngọc, ví dụ như đây là cái ô dữ liệu là con người nhé. Ở trong cái PDCA nó có cái này là Ngọc quan tâm này. Nó có cái list công việc, đầu việc hoặc con người mà mang tính chất chỉ chọn trong đấy thôi, hoặc là như thế nào đó. Thì ở đây giả sử như mình có thể làm ở bất kỳ một chỗ nào khác, nhưng mà giả sử ở chỗ này đi, cái ô là mình muốn chọn. Thì mình vào cái phần là nó ở trên Excel thì nó là data valid đây rồi. Vào data validation nhé. Tức là validation là sự kiểm tra thẩm tra lại xem là có đúng hợp lý hay không. Thì mình vào đây list rank, đây là mình cầm ở đây mình bôi một phát vào cái vùng mà mình muốn cho vào. Ví dụ như cái PDCA của mình ấy, các bạn xem là mình có cái list công việc ở phía bên trên ấy, xong bên dưới là chỉ việc chọn đấy ra, bấm này ok một cái. Thế giờ mình làm gì? Nếu như nhập sai nhá, on invalid data là nhập sai, thì sau warning tức là hiện cái cảnh báo lên, hay là reject input là cấm nhập luôn, thì mình cứ để sau warning cũng được, bấm vào save. Thế và từ đấy trở về sau các bạn chỉ việc ở đây chọn là view link Thủy gì ấy. Nếu cái này mà các bạn bôi ví dụ theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc, ví dụ công việc theo cột theo chiều dọc chẳng hạn, là Linh, Thủy, Hưng gì đấy, mình cứ chọn trong này thôi. Hả? Không, đây đang nói cho giao việc đó. Mà chính cái đội này cũng đang dùng cái này. Cho nên mình chỉ nói những cái mà liên quan đến cái BDCA thôi. Hiểu ý không? Thì trong cái này ấy, nó có sẵn như này rồi thì mình cứ việc dùng thôi. Thì cái này Ngọc để ý nhá. Ví dụ giao việc trong list công việc tuần này mình chỉ có bằng này đầu việc thôi. Đồng bằng này đầu việc chính này ở trong cái nhóm đội ấy, bằng này đầu việc chính này. Xong nhóm một công việc là trong mỗi một việc chính thì có bằng này cái list cả ra cho chọn. Đấy cũng được. Không, nêu ra như thế này để biết nó có đã. Biết nó có đã. Rồi không cho. Ở đây anh quay clip lại rồi xong anh sẽ cho lại xem.
Rồi. Rồi rồi. Đây anh quay clip lại đây em có thể xem lại nhá. Với cả một cái như này nữa nhá. Trong cái Excel mà cái Excel này các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ cho người khác được vào file share nhá. Thế chia sẻ cho người khác ấy, thì cấp quyền cho người ta, ví dụ như cấp quyền cho người ta ở dạng là có thể sửa được. Hình dung không? Thì nhỡ người ta sửa mất của mình cái gốc thì sao? Hiểu biết không? Thì mình có hai cách để làm. Một là make a copy để tạo một bản sao ở trong máy của mình. Như vậy thì cái bản sao đấy mình không share thì không mất dữ liệu, được chưa? Đấy là một. Nhưng cái đấy không phải là cái quan trọng, mà cái quan trọng là chỗ này này. Các bạn nhập thông tin vào đây, ví dụ thế, thì chỉ cho người ta nhập ở cái cột này hoặc là cột nào thôi chẳng hạn. Đấy, ví dụ như cái vùng này trở đi là cho người ta nhập, còn cái vùng này trở về là trước, hoặc là cái ô này hoặc mấy ô này là mình không cho người ta nhập nữa. Thì mình làm thế nào? Thì ở đây chúng ta có một cái là cái data này này, xong vào cái protect. Anh ơi, thứ nhất là mọi người phải ghi chép lại. Không cần phải ghi, anh quay clip đây rồi để xem lại, bây giờ biết đi nhá. Vào cái protect RAM này nhá. Thế xong vào protect này thì ở đây mình có là add một cái. Add seed RAM tức là mình sẽ thêm một cái vùng, và cái này là ví dụ như là mình đặt một cái vùng là dữ liệu gốc chẳng hạn. Dữ liệu gốc chẳng hạn. Thì mình chỉ sửa thôi. Ví dụ này hoặc là như này nhá. Xóa cái này đi, làm lại nhá. Nó lại làm nhanh quá. Đây vào dữ liệu gốc nhá. Thì đặt một cái tên, ví dụ như là TA, đặt thích là tên là gì thì đặt. Chọn vùng. Thì chọn cái vùng này là không được sửa. Hoặc là chỉ có vùng này thôi nhá. Không được sửa. Ok. Set permission là chỉ mình sửa thôi, hay là custom là có những ai được quyền sửa. Đấy, chỉ tức là chỉ cấp quyền cho ví dụ Ngọc mà giao chỉ có Tuấn Anh với cả Nam được sửa thôi, còn những người khác thì không. Ví dụ thế, hoặc là chỉ một mình thôi. Thì only you. Xong. Và lúc này thì cái vùng này này là không ai sửa được trừ mình, thì nên là tô màu hoặc là bôi nền hoặc là đánh khung hoặc là gì đó để cho nó có một cái sự khác biệt gì đó đi, có thể tô nền hoặc đánh khung gì thì tùy. Ngọc ạ, cái chỗ này Ngọc lưu ý nhé, để người ta biết là cái vùng này người ta không thể sửa được đâu, đừng có cố, hiểu không? Thì đây các bạn nhập vào đây thì ở cái dưới này là thì các bạn nhập thoải mái, nhưng khi các bạn kết vào đây thì nó sẽ bảo là phải liên hệ với admin hoặc liên hệ với bạn nào bọn nào bán kia để cấp quyền cho cái việc thì sửa thì mới sửa được. Thì trong cái này là chắc là chỉ có hai cái này thôi là mình muốn cho các bạn xem vậy thôi. Rồi. Yêu cầu cái gì? Thế đây bây giờ lại đến cái phần thứ ba đây. Chính là cái mình đang muốn nói, chính là cái form biểu mẫu. Nha. Cái form biểu mẫu này thì em vào new nhá. New xong vào cái Google Form hoặc là Google biểu mẫu. Đấy. Thế vào cái này ở đây là nó sẽ tạo ra cho em một cái form để người ta nhập. Thì lúc này em thích nhập cái gì thì em nhập, ví dụ như khảo sát chẳng hạn nhá. Ví dụ ở đây là khảo sát chẳng hạn. Hoặc là cái gì đó thì em nhập ở đây là câu hỏi 1. Câu hỏi 1 chẳng hạn, em chọn. Ý của em là nhập danh sách khách hàng ấy. Tức là đơn giản không hơn danh sách khách hàng trên tờ web bỏ cho ông xem cho mọi người xem thấy. Thế đây còn gì nữa? Thì cho ai nhập thì cứ nhập vào đây nhá. Sau đó hiển thị. Nhập vào đây xong đó cái kết quả hiển thị nó ra Excel. Thì em share file Excel cho mọi người là mọi người biết hết còn gì nữa. Thì em tự đánh lên thì em chỉ việc là gõ vào Excel xong em share cho mọi người là xong. Cái gì? Đây này. Cái khảo sát này của em nó rất hay, đó là trên Excel, trên mạng, như chỉ gặp với anh Tuấn Anh đang làm, và em muốn xem liệu tất cả
của em thì làm thế nào? Thì đây từ lấy hướng dẫn phần Excel đấy thầy. Vào Google Drive xong chọn New Google Sheet đấy. Được chưa? Thế chắc là xong rồi gì? Đấy thì trong đấy thì mình đã lồng qua cái PDCA vào đấy rồi nhá.